Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong chương trình tối nay, thứ hai ngày 25 tháng 7 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Phiên họp thứ tư Ban chỉ đạo xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sơn La đánh giá một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà và tri ân các đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Năm nay, tỷ lệ độ tốt nghiệp trung học phổ thông của tỉnh Sơn La đạt 99,6%, tăng 1,25% so với năm 2021. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 25 tháng 7, Tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đã chủ trì phiên họp thứ tư của ban chỉ đạo. Dự phiên họp có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. Cùng dự còn có các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các nhà khoa học, chuyên gia pháp lý. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết ngay sau phiên họp thứ ba, Ban chỉ đạo đã tổ chức hội nghị ba vùng lấy ý kiến các thành ủy, tỉnh ủy, trung trung ương, tổ chức 8 cuộc làm việc giữa thường trực Ban chỉ đạo với 9 cơ quan tổ chức có liên quan. Với các nội dung còn ý kiến khác nhau được nghiên cứu cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn và định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới để có sự thống nhất cao. Đến nay các nội dung cơ bản có sự đồng thuận, còn một số vấn đề đã được xây dựng thành hai phương án để các thành viên ban chỉ đạo, các chuyên gia, nhà khoa học cho ý kiến tại phiên họp lần này. Trong quá trình xây dựng lấy ý kiến, có một số nội dung xuyên suốt ban chỉ đạo đã quan tâm, quán triệt, đó là cần phát huy dân chủ, lắng nghe những vấn đề có ý kiến khác nhau. Quán triệt làm rõ hơn mối quan hệ đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Kiểm soát quyền lực nhà nước trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân do Đảng lãnh đạo thể hiện tại cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh năm 1991 và bổ sung năm 2011 cũng như các văn kiện của Đại hội Đảng từ nhiệm kỳ 7 đến nhiệm kỳ 13 và hiến pháp năm 2013. Đẩy mạnh việc thực hiện công tác quy hoạch thu hút thêm các nhà đầu tư vào chế biến nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch, dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao thu nhập bền vững cho người dân, bố trí phân bố nguồn lực hợp lý để giúp Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại hội nghị đánh giá một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 14 của Ban thực vụ tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025 diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 7. Tham dự hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh thường trực huyện ủy Quỳnh Nhai. Sau một năm thực hiện nghị quyết số 14 và căn cứ theo Bộ Tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La, huyện Quỳnh Nhai có 7 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về Bộ Tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, huyện đạt 1 trên 9 chỉ tiêu với 15 trên 36 tiêu chí. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện nghị quyết số 14 vẫn còn gặp khó khăn vướng mắc như công tác tuyên truyền, khả năng vận dụng và tổ chức thực hiện các chỉ thị nghị quyết ở một số tri bộ, đảng bộ cơ sở có mặt còn hạn chế, chưa kịp thời. Việc tháo gỡ những khó khăn về đất đai của các chương trình dự án chưa được giải quyết triệt để, chưa thu hút được nhiều các dự án đầu tư trong và ngoài tỉnh vào sản xuất chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị thành viên ban chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các đề án, quy hoạch liên quan đến huyện Quỳnh Nhai, tập trung chỉ đạo giải quyết các khó khăn vướng mắc xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Xã đạt chuẩn nông thôn mới tập trung nguồn lực để Quỳnh Nhai hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đề nghị là trong quá trình tổ chức thực hiện các kết luận của Ban Thường vụ, đặc biệt là cái nguồn lực để giao cho Quỳnh Nhai thực hiện cái nhiệm vụ xây dựng huyện nông thôn mới là chúng ta phải đảm bảo. Trên cái tinh thần nghị quyết của cấp ủy, đã ban hành là phải tổ chức thực hiện, không thực hiện được thì các đồng chí phải báo cáo và phải chịu trách nhiệm trước ban thường vụ. Ấy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị huyện Quỳnh Nhai cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và cư dân nông thôn, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, chú trọng nâng cao vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới, nhân rộng những cách làm hay, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới. Chiều ngày 25 tháng 7, tại huyện Quỳnh Nhai, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã dự hội nghị tổng kết công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở và phát động phong trào thi đua huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025. Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghị quyết số 14/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Trong hai năm 2021 và 2022, toàn huyện đã hỗ trợ xóa 323 nhà tạm, trong đó hộ nghèo là 282 hộ, hộ cận nghèo 27 hộ, hộ khác 14 hộ, tổng kinh phí huy động hỗ trợ là 22,1 tỷ đồng, kinh phí được huy động từ quỹ vì người nghèo, quỹ học tập chỉ thị 05, nguồn hỗ trợ của thành phố Đà Nẵng nguồn huy động xã hội hóa của các tổ chức cá nhân trong và ngoài huyện. Đến nay 100% số hộ đã được hỗ trợ xóa nhà tạm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng đề nghị huyện Quỳnh Nhai tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh năm 2022, thực hiện hoàn thành các mục tiêu để huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025, triển khai các phong trào thi đua giúp đỡ hộ nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau tiếp tục kêu gọi các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã chung tay giúp đỡ hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh và đồng chí Lò Minh Hùng cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương và của tỉnh cũng như huyện Quỳnh Nhai đã trao chìa khóa tượng trưng và tặng quà cho đại diện 11 hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà trên địa bàn các xã. Cũng tại chương trình, huyện Quỳnh Nhai đã phát động phong trào thi đua chung sức xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen cho một tập thể ba cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chiến huyện Quỳnh Nhai có thành tích tiêu biểu trong chương trình xóa nhà tạm trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai giai đoạn 2021-2025. Trước đó, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh và đồng chí Lò Minh Hùng cùng đoàn công tác đã dự lễ khánh thành nhà ở cho gia đình bà Là Thị Lọ ở bản Ba Nhất, xã Trường Bằng, gia đình bà Lò Thị Nướng ở bản Bung Lanh, xã Mường Giàng và gia đình bà Ngân Thị Tối ở bản Hua Chai, xã Mường Giàng. Chiều ngày 25 tháng 7, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo huyện Mộc Châu đã đến thăm, tặng quà, động viên các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tại thị trấn Mộc Châu và thị trấn nông trường huyện Mộc Châu. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh và đoàn công tác đã ân cần hỏi thăm và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao và sự hy sinh to lớn của các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đồng thời động viên các thương binh, bệnh binh, Thân nhân liệt sĩ giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động sản xuất, tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Hoạt động tri ân các thương binh bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ hàng năm là hoạt động ý nghĩa nhằm ghi nhớ công lao của các chiến sĩ và thân nhân đã cống hiến chiến đấu hy sinh hoặc để lại một phần cơ thể nơi chiến trường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó giáo dục và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn để ơn đáp nghĩa cho thế trẻ nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và toàn xã hội trong công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Quốc Khánh cũng đề nghị huyện Mộc Châu tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 25 tháng 7, đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, thương bệnh binh trên địa bàn huyện Yên Châu cùng đi có lãnh đạo huyện Yên Châu. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh Vũ Văn Phan, bản Trường Kim, xã Trường Sàng, bệnh binh Hà Văn Kỳ, tiểu khu 2, thị trấn Yên Châu thương binh Hoàng Văn È e ở bản Mệt Sai, xã Sở Vật, gia đình thương binh Lò Văn Suối ở bản Tin Tốc, xã Tú Năng và gia đình thương binh Nguyễn Văn Thái ở bản Kim Sơn 1, xã Yên Sơn. Tại các nơi đến thăm, đồng chí chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Lương Thị Vân Anh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, động viên các thương bệnh binh, đồng thời mong muốn các thương bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình luôn là tấm gương trong đời sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, để các thế hệ con cháu noi theo. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy cũng đề nghị các ủy đảng chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn huyện Yên Châu tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công, có cuộc sống ngày càng tốt hơn. Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Thị Văn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tham dự chương trình gặp mặt tri ân, biểu dương người có công tiêu biểu, các tổ chức cá nhân và các xã thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ trên địa bàn huyện Yên Châu. Hiện nay huyện Yên Châu có gần 1.600 người có công với cách mạng. Trong thời gian qua, huyện đã thực hiện tốt công tác trợ cấp ưu đãi người có công, hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho trên 900 hộ người có công với tổng trị giá trên 29 tỷ đồng phong trào đến ơn đáp nghĩa toàn dân tham gia chăm sóc người có công được phát triển sâu rộng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lường Thị Vân Anh đã tri ân và ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, những người có công vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị huyện Yên Châu tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác người có công với cách mạng và pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tại buổi gặp mặt, huyện Yên Châu đã tặng 5 sổ tiết kiệm cho người có công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tặng quà cho 75 thương binh, bệnh binh và thân nhân người có công tiêu biểu. Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phú Yên đã tổ chức lễ viếng đặt vòng hoa dâng hương tới các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện nhân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương thắp nến tri ân tại từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ Hoạt động thắp nến tri ân tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là hoạt động được huyện Phú Yên duy trì hàng năm. Thông qua hoạt động này, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Yên trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Nhân dân các dân tộc huyện Phú Yên phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đặc biệt thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của huyện đã đề ra. Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, huyện Thuận Châu đã tổ chức 13 đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Trong dịp này, 290 đối tượng chính sách tại 29 xã thị trấn là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công, thân nhân người có công được cho tặng quà với tổng trị giá 145 triệu đồng. Ghi nhớ và tôn vinh những công lao đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân bà mẹ Việt Nam anh hùng Thân nhân liệt sĩ, người nhiễm chất độc hóa học đã từ trần trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc, cũng như trong thời bình. Các đồng chí lãnh đạo huyện Thuận Châu mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ, biết bước, phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương. Trải qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc, toàn huyện Thuận Châu có trên 3.300 đối tượng người có công, trong đó gần 300 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng, trên 3.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Đến nay, 100% xã thị trấn trong huyện đều thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Thường trực Thành ủy Sơn La cũng đã đến thăm chuyển trao quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng tại các phường Chiêng Lê, Tô Hiệu và Quyết Thắng. Đoàn đã đến thăm thương binh Mai Quang Chính ở tổ 12 phường Trường Lề, thương binh Phạm Minh Đức tổ 9 phường Tô Hiệu và thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thị Bằng ở tổ 1 phường Quyết Thắng. Lãnh đạo thành ủy Sơn La đã ăn cần hỏi thăm sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của các gia đình chính sách. Các ủy chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố luôn ghi nhớ những đóng góp hy sinh của các thương binh, gia đình chính sách đã cống hiến và hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc, đồng thời triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác chăm lo, đời sống vật chất, cũng như tinh thần cho các đối tượng chính sách người có công với cách mạng. Chúc các đồng chí thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Sáng ngày 25 tháng 7, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La, dân hương nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đền thờ Bác Hồ. Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã đặt vòng hoa dân hương viếng nghĩa trang liệt sĩ, nhà tù Sơn La, thắp hương nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và dành một phút tưởng niệm với lòng thành kính biết ơn và tưởng nhớ sâu sắc đến công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đoàn đại biểu đã đến dân hương đền thờ Bác Hồ bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn trước công lao của bác người đã công hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam và nhân loại. Đoàn đã thắp hương tại nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Lò Văn Giá, thăm và trao tặng quà cho gia đình anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá ở bản cọ phường Trường An, thành phố Sơn La, thăm và trao quà cho gia đình ông Doãn Văn Hiển, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần thương binh 30 tháng 4, ủy viên ban chấp hành hiệp hội doanh nghiệp tỉnh là thương binh hạng 4 trên 4. Tại những nơi đến thăm, đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống của các gia đình Đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh luôn ghi nhớ công lao của các liệt sĩ, thương binh và động viên các gia đình tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh cũng đã có nhiều hoạt động hướng về các đối tượng chính sách, trong đó có hoạt động thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đoàn viên thanh niên của huyện Bắc Yên đã dâng hoa, dâng hương lên đài tưởng niệm và các phần mộ tri ân các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thanh kính và biết ơn sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những ngọn nến đó hoa và những nén nhang của tuổi trẻ dâng lên các anh hùng liệt sĩ là lời hứa quyết tâm của tuổi trẻ huyện Bắc Yên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam, của quê hương Bắc Yên và sinh nguyện, đoàn kết, xung kích tình nguyện, khắc phục khó khăn, hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2022-2027. Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thuận Châu, nơi đang có 212 phần mộ liệt sĩ đang an nghỉ, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đoàn viên thanh niên và các đại biểu đã báo công những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Thuận Châu trong việc phát huy sức trẻ, góp sức xây dựng quê hương và thắp nến dâng hương hoa thể hiện sự tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng trọn đời mình cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân và tuổi trẻ hôm nay. Ngày 24 tháng 7, tại thị trấn Nông Trường Mộc Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tổ chức bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình thân nhân liệt sĩ Hà Trọng Hưng. Sau gần 3 tháng triển khai xây dựng, nhà tình nghĩa cho chị Lường Thị Phụng là vợ của liệt sĩ Hà Trọng Hưng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Căn nhà có diện tích 110 m2 được xây dựng từ hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng với số tiền 80 triệu đồng. Nguồn kinh phí của gia đình và ủng hộ ngày công của bà con lối xóm, cán bộ chiến sĩ, đồn biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, đồn biên phòng Trường Sơn. Việc xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chị Lường Thị Phụng là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Bộ chỉ huy Bộ đội phòng tỉnh Sơn La và là hoạt động ý nghĩa thiết thực của cán bộ chiến sĩ Bộ đội biên phòng nhằm giúp đỡ các gia đình liệt sĩ trong lực lượng Bộ đội biên phòng có nhà ở ổn định vững chắc. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022 tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh sơn la đã có thư tri ân gửi tới các gia đình liệt sĩ bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thương binh bệnh binh những người có công với cách mạng lời thăm hỏi ân cần và lòng biết ơn sâu sắc đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La xin bày tỏ lòng thành kính và tưởng nhớ tới các chiến sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh, công hiến trọn đời mình vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong những năm qua, phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, các gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, nhân dân, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng đã gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống mọi mặt, tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng gia đình cách mạng gương mẫu, người công dân kiểu mẫu, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19. Xứng đáng là những thương binh tàn nhưng không phế có phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biểu dương, ghi nhận thành tích và tin tưởng rằng các gia đình liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh những người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức thi đua yêu nước cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sau đây là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng ngày 25 tháng 7, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Dự khai mạc có đồng chí Trá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tham dự lớp bồi dưỡng có 405 học viên là đại biểu Hội đồng Nhân dân các huyện, thành phố. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, Kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện tham gia xây dựng ban hành nghị quyết, kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp huyện. Lớp bồi dưỡng sẽ góp phần cung cấp những nhận định mới về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước gắn với địa phương, nâng cao các kỹ năng giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong hoạt động và thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến điểm cầu các địa phương. Ngày 25 tháng 7, đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sau tháng đầu năm và triển khai giải pháp sau tháng cuối năm 2022. Hiện toàn tỉnh có 59.834 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 9,4% lực lượng lao động, 30.039 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 4,7% lực lượng lao động, trên 49.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bằng 7,68% lực lượng, lượng lao động và trên 1.154.100 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 91,9% dân số toàn tỉnh bằng 92,6% chỉ tiêu quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Giao. Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu những khó khăn vướng mắc phát sinh thực tế, đề xuất các giải pháp khắc phục để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nhất là tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới khi người dân không được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Hậu nhấn mạnh chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột thực hiện an sinh xã hội, do đó các sở ngành và các huyện thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xã hội hóa, kêu gọi các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp mua tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, học sinh sinh viên là người dân tộc thiểu số ngành bảo hiểm xã hội đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Nhân dịp này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp bảo hiểm xã hội Việt Nam cho một cá nhân, tặng bằng khen cho 5 tập thể 12 cá nhân có đóng góp trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2021. Chiều ngày 25 tháng 7, đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, thành phố đã chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Thuận Châu và sông Mã. Tham dự hội nghị có các thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, thường trực huyện ủy Thuận Châu, sông Mã. Tại hội nghị đã thông qua chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tổ chức diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2022 đối với huyện Thuận Châu và sông Mã, báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ hai huyện, thời gian tổ chức diễn tập. Theo đó, ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện thành phố đã bám sát hướng dẫn của quân khu xây dựng hệ thống văn kiện chỉ đạo điều hành diễn tập theo quy định, thành lập các tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ tới các thành viên. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Minh đề nghị các thành viên ban chỉ đạo tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng hệ thống văn kiện luyện tập, diễn tập và xây dựng căn cứ chiến đấu giả định, thao trường thực binh A2, thao trường bắn chiến đấu theo kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho diễn tập huyện Sông Mã và Thuận Châu xây dựng và ban hành đầy đủ văn kiện lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ diễn tập, kiện toàn khung tập, hoàn thiện các khu vực luyện tập, diễn tập, đảm bảo cuộc diễn tập diễn ra theo đúng kế hoạch. Ngày 25 tháng 7, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Đảng ủy Bộ Tư pháp, Chi bộ trường Trung cấp luật Tây Bắc tổ chức lễ chuyển giao tiếp nhận tổ chức đảng và đảng viên Chi bộ cơ sở trường Trung cấp luật Tây Bắc. Chi bộ trường trung cấp luật Tây Bắc được thành lập từ ngày 16 tháng 5 năm 2013 trực thuộc Đảng Bộ, Bộ Tư pháp. Từ ngày mùng 1 tháng 4 năm 2022, trường trung cấp luật Tây Bắc được chuyển giao về Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La quản lý. Những năm qua, công tác xây dựng đảng luôn được tri bộ chú trọng thông qua việc đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng tri bộ trong sạch vững mạnh. Từ khi thành lập đến nay, tri bộ trường trung cấp luật Tây Bắc đã lãnh đạo chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức đào tạo, tổ chức bồi dưỡng cán bộ tư pháp cấp xã, huyện, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La. Tại buổi lễ đã công bố các quyết định chuyển giao và tiếp nhận chi bộ cơ sở trường trung cấp luật Tây Bắc và 14 đảng viên trực thuộc Đảng ủy Bộ Tư pháp thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương về trực thuộc Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Sơn La thuộc Đảng bộ tỉnh Sơn La. Ủy ban nhân dân huyện Mường La vừa tổ chức họp thống nhất các nội dung để chuẩn bị tổ chức Ngày hội việc làm, tư vấn hướng nghiệp huyện Mường La năm 2022 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 7 tới đây. Đến thời điểm này đã có 18 đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng đến từ các tỉnh Sơn La, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương và Hà Nội đăng ký tham gia tuyển dụng tại Ngày hội việc làm tư vấn hướng nghiệp huyện Mường La năm 2022. Dự kiến ngày hội sẽ được tổ chức tại quảng trường trung tâm huyện, thu hút khoảng trên 3.000 người lao động tại huyện đến tham dự. Ủy ban nhân dân huyện Mường La giao phòng lao động thương binh xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan chuẩn bị tốt nội dung của ngày hội việc làm. Các xã, thị trấn tuyên truyền tổ chức đưa đón người trong độ tuổi lao động tham gia ngày hội. Lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và địa điểm tổ chức ngày hội. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều các sản phẩm nông sản tiêu biểu đặc trưng và các sản phẩm ô cốp của các xã thị trấn trên địa bàn huyện Sông Mã đã được trưng bày tại Ngày hội Nhãn Sông Mã năm 2022. Đây là dịp để người nông dân tiếp tục quảng bá, giới thiệu và hợp tác tiêu thụ các sản phẩm nông sản của địa phương. Huyện Sông Mã đã tổ chức trưng bày các gian hàng nông sản với sự tham gia của 18 xã thị trấn. Rất nhiều các mặt hàng nông sản tiêu biểu như các giống nhãn chín sớm, xoài Đài Loan, nho hạ đen, mật ong, hoa nhãn, thịt trâu hun khói, long nhãn sấy khô đã được trưng bày để phục vụ nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Bên cạnh đó còn có các mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dân dụng và công nghệ thông tin. Các sản phẩm nông nghiệp được chọn trưng bày giới thiệu lần này sẽ là cơ hội để các xã thị trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá rộng rãi sản phẩm của mình đến người tiêu dùng nhằm thực hiện chiến lược xây dựng thương hiệu sản phẩm và các đặc sản tiêu biểu của địa phương, tạo mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, hướng đến mục tiêu phát triển sản phẩm nông nghiệp bền vững. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La vừa công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Năm nay, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp của tỉnh Sơn La đạt 99,6%, trong đó có nhiều điểm 10 ở các môn lịch sử và giáo dục công dân. Theo kết quả chấm thi, toàn tỉnh có 10.580 thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt tỷ lệ 99,6%, tăng 1,25% so với năm 2021. Trong đó, học sinh trung học phổ thông đạt tỷ lệ 99,86%, học viên hệ giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ 98,7%, thí sinh tự do đạt tỷ lệ tốt nghiệp 74,14%. Toàn tỉnh có 36 trên 43 trường trung học phổ thông đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100% có 8 trên 12 trung tâm giáo dục thường xuyên đạt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 100%. Cũng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, toàn tỉnh có 106 bài thi đạt điểm 10, tập trung chủ yếu ở môn giáo dục công dân với 65 điểm 10, môn lịch sử có 39 điểm 10. So với năm 2021, phổ điểm môn lịch sử đã có sự tiến bộ vượt bậc là 6,16. Theo dữ liệu điểm thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay Nam Định là tỉnh dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình là 7,047 điểm. Sơn La với mức điểm trung bình là 6,137 điểm, đứng thứ 49 trong cả nước. Trong đó có 4 môn có điểm trung bình cao hơn điểm trung bình toàn quốc là vật lý, hóa học, sinh học và giáo dục công dân. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết ở tỉnh Sơn La, mây thay đổi không mưa ngày nắng. Nhiệt độ tại thành phố Sơn La từ 23 đến 31 độ. Huyện Thuận Châu từ 23 đến 33 độ. Huyện Quỳnh Nhai từ 23 đến 33 độ. Huyện Mường La từ 24 đến 33 độ. Huyện Mai Sơn từ 23 đến 31 độ. Huyện Sông Mã từ 24 đến 32 độ. Huyện Sóc Cộp từ 23 đến 32 độ. Huyện Bắc Yên từ 23 đến 31 độ. Huyện Phú Yên từ 24 đến 33 độ. Huyện Ninh Châu từ 24 đến 32 độ. Huyện Mộc Châu từ 20 đến 28 độ. Huyện Vân Hồ từ 20 đến 28 độ.